Trong ngày 1 tháng 10, tình hình thời tiết trên địa bàn huyện Bắc Quang vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, trời mưa to, khiến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích. Việc săn gạt thông tuyến giao thông trên quốc lộ 2 tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tiếp tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, chỉ đạo các lực lượng chức năng ưu tiên hàng đầu triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại km 49 Quốc lộ 2 và một nạn nhân mất tích do bị lũ cuốn trôi tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh. Tại điểm trường thôn Thượng Mỹ, nơi các hộ dân mất nhà hoặc phải tạm di rời đến ở, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những khó khăn mất mát và hy sinh của người dân. Đồng cảm với những mất mát đó, hiện nay toàn tỉnh đang tập trung tối đa nhân lực vật lực phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trên tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh là ưu tiên và đặt tính mạng con người lên trên hết. Tính đến sáng ngày 1 tháng 10, lũ quét sạt lở đất đã làm chết 3 người, 3 người mất tích và 9 người bị thương. Về tài sản, đã có 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 15 nhà bị hư hỏng từ 60-80%, tới 80%, đã có 182 hộ với 716 nhân khẩu phải di rời khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao và hiện có thêm 51 hộ cần được di rời. Thiên tai cũng gây thiệt hại không nhỏ về hoa màu, tài sản của nhà nước và của nhân dân. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 bão Yagi, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa lớn kéo dài, xuất hiện nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Đơn cử như tại huyện Bắc Mê, qua giả soát, có 8 điểm với 136 hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy cơ cao sạt lở. Tại điểm thôn Bắc Mìa, thị trấn Yên Phú, hiện nay phía ta luy dương xuất hiện nhiều vết nứt có chiều dài khoảng 150 m ta luy âm tức là bờ sông, các vết nứt chiều dài 20 m xuất hiện bám theo đường quốc lộ Ông Nguyễn Xuân Huy, tổ dân phố số 4, thị trấn Yên Phú Bắc Mê cho biết gia đình ông nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở. Hiện tại, trên ta luy dương sau nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt 20-60cm tới cùng dấu hiệu sụt đất đồi khoảng 3m gây nguy hiểm cho 15 hộ dân. Ông Huy lo lắng, vị trí sau nhà tôi đất vẫn ẩm ướt, chạy dọc từ giữa cung trượt, sạt lở đến chân. Dù thời tiết nắng ráo rồi nhưng tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn. Nếu gặp mưa lớn kéo dài, cả ngôi nhà sẽ rất dễ bị vùi lấp. Ông Trần Mạnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê cho biết, hiện nay tại một số địa phương trên địa bàn xuất hiện tình trạng sạt lở, nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân trước nguy cơ sạt lở, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê đã có thông tin và đề nghị tỉnh Hà Giang xem xét quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai cũng như là cơ quan các cấp bố trí vốn đầu tư xây dựng kè chống sạt lở tại các khu vực có nguy cơ. Đồng thời chỉ đạo các địa phương bị sạt lở khẩn trương tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng, huy động lực lượng hỗ trợ các hộ sinh sống trong vùng nguy cơ bị sạt lở di rời đến nơi an toàn vị lãnh đạo huyện thông tin đối với các hộ trong diện có nguy cơ cao bị sạt lở, chúng tôi đã tiến hành di rời đến nơi an toàn. Đến thời điểm trên không có ghi nhận thiệt hại về người. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, thiệt hại về nhà ở là 1.196 nhà, trong đó có 82 nhà phải di rời khẩn cấp, 16 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, 308 nhà bị sạt lở, 8 nhà bị lũ cuốn trôi, 664 nhà bị ngập úng. Diện tích sản xuất nông lâm nghiệp bị thiệt hại hơn 1.600 ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại hơn 55 ha và 5.236 con da cầm bị chết do nước lũ. Nhiều tuyến kênh mương, thủy lợi, đường giao thông ở nhiều nơi trên địa bàn bị sạt lở hư hại. Ngoài ra, một số công trình trường học cột điện bị gãy đổ. Sáng ngày 1 tháng 10, bất kể trời đang mưa to, Ban Chỉ huy quân sự huyện Bắc Quang tiếp tục huy động lực lượng dầm mưa tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích, thu dọn hiện trường vụ sạt lở đất tại K49 Cô Lộ 2 thuộc địa bàn thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Đây là ngày thứ ba, bộ đội địa phương tham gia thực hiện nhiệm vụ với phương châm bộ đội chủ động tìm đến với nhân dân, không để nhân dân phải tìm đến bộ đội thượng tá đỗ bình định chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện bắc quang cho biết trên cơ sở tình hình thực tế ngày hôm nay đơn vị sẽ cân đối tổ chức lại lực lượng theo hướng vừa tập trung ưu tiên cho hoạt động tham gia tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thôn nậm buông đồng thời nắm chắc tình hình sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng cơ động ứng phó với các địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét khác trên địa bàn toàn huyện theo anh Định, những ngày vừa qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn nằm trong mức cảnh báo nguy cơ có thể xảy ra sạt xả lở đất. Trong khi lực lượng cán bộ chiến sĩ tại chỗ mỏng, vì vậy Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã bàn bạc thống nhất triển khai các phương án khác nhau để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Được biết, vào ngày 1 tháng 10, các lực lượng vẫn tập trung hoạt động tìm kiếm nạn nhân mất tích tại km 49, thôn Nậm Buông, nơi được xác định là vẫn còn hai nạn nhân bị đất đá vùi lấp chưa tìm thấy. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ và dân quân các xã trên địa bàn xảy ra sạt lở đất lũ quét, tiếp tục triển khai các hoạt động dọn dẹp hiện trường, san gạt đất đá, nhanh chóng thông tuyến các đoạn đường giao thông đang bị đất đá gây ách tắc, nhất là trên tuyến quốc lộ 2, đồng thời tiếp tục nắm tình hình, triển khai hoạt động giúp dân di rời, sơ tán người tài sản từ các khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến địa điểm an toàn. Theo đồng chí Phùng Viết Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang, đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024, các vụ sạt lở đất lũ quét trên địa bàn huyện đã gây thương vong 15 người, trong đó làm chết 3 người chết, 3 người mất tích, 9 người bị thương. Hiện tại, thời tiết trong khu vực vẫn còn có mưa to đến rất to kèm theo rông xét tại một số xã thị trấn. Thị trấn Việt Quang, Đồng Tâm, Việt Vinh, Kim Ngọc, Tân Lập, Tân Thành, vân vân gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước và nhân dân. Trong đó, tổng số nhà dân bị thiệt hại là 25 nhà, 10 nhà ở bị đổ hoàn toàn, số còn lại thì bị thiệt hại 50% trở lên. Tổng diện tích cây trồng hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại là 127,5 ha. Huyện đã tổ chức di rời khẩn cấp 147 hộ với 736 nhân khẩu đến nơi an toàn, chủ yếu tại xã Việt Vinh và xã Đồng Tâm. Chiều ngày 30 tháng 9, người nhà đau đớn chuẩn bị lo hậu sự cho anh TDD là người livestream nhắc nhở mọi người không đi qua nơi nguy hiểm trong vụ sạt lở đất ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Anh D đã mãi mãi ra đi trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang. Chị Tô Thanh Trâm 37 tuổi là chị gái anh TDD 31 tuổi chia sẻ. Người thân đang gạt giọt nước mắt để lo hậu sự cho em trai được Chu Toàn anh đê là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em chưa lập gia đình chị trâm nói từ lúc không liên lạc được với em gia đình hàng xóm vừa trông chờ vào lực lượng chức năng vừa đi tìm với hy vọng sẽ thấy em bố tôi thẫn thờ đi tìm con còn mẹ thì khóc hết nước mắt nhưng đến trưa nay thì mọi hy vọng dập tắt khi lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của em Người chị cả cho hay, sáng ngày 29 tháng 9, anh Đê có đến khu sạt lở với mục đích là giúp đỡ di rời mọi người đến nơi an toàn và live stream để nhắc nhở người khác không đến nơi nguy hiểm. Chị Trâm nói khi live stream, em tôi có hô hào mọi người chạy đi chạy đi, nhưng chính bản thân em lại không chạy được. Bố mẹ tôi đang cùng người thân hàng xóm để lo hậu sự cho con, tôi rất lo lắng cho sức khỏe của họ. Với chị, anh Đê là người hiền lành, thương chị gái, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em trai trở về địa phương và tích cực tham gia các hoạt động giúp đỡ hàng xóm. Chị Trâm dưng dưng nói, sự ra đi của em là nỗi mất mát, đau xót, không gì diễn tả được của gia đình. Chị Nguyễn Thị Thu, 27 tuổi, là em họ anh Đê, cũng cho hay gia đình đã nhận thi thể từ cơ quan chức năng để lo hậu sự. Chị Thu nói, chúng tôi trông chờ từ hôm qua đến nay, cuối cùng đã tìm thấy, nhưng rất tiếc là anh không còn nữa. Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Vinh cho biết, đến 12 giờ 30 phút trưa nay, chính quyền đã tìm thấy thi thể anh TDD ở thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang. Ông Quang thông tin anh Đê là người có mặt ở hiện trường và livestream cảnh báo mọi người nhưng chính anh lại không chạy kịp. Đến nay công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích khác trong vụ sạt lở vẫn diễn ra. Trời tiếp tục đổ mưa, chính quyền đã di rời 75 hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trong tối ngày 29 tháng 9. Tính đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 9, mưa lớn sạt lở đất tại các xã trên địa bàn huyện Bắc Quang đã khiến 2 người chết, 4 người mất tích, 8 người bị thương, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 2. Mưa lớn kéo dài đã làm đổ sập hoàn toàn 8 nhà dân, 17 ngôi nhà bị thiệt hại từ 50% trở lên, 56 hộ dân với 222 nhân khẩu ở thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao, đã phải di rời khẩn cấp tại khu vực sạt lở đất hiện vẫn chưa thể thông xe do mưa to kèm theo rông xét lượng nước chảy từ trong núi ra nhiều nên tạo nhiều khối bùn đất nguy cơ sạt lở đất có thể tiếp diễn nên công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở gặp nhiều trở ngại nguy hiểm cùng với triển khai công tác tìm kiếm người mất tích các cán bộ chiến sĩ công an hà giang đã hỗ trợ các hộ dân tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao di rời đến nơi an toàn đồng thời phân công bố trí cán bộ theo dõi tình hình tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua lại hướng dẫn người dân di chuyển sang những tuyến đường tránh để đảm bảo an toàn giao thông cũng trong sáng nay ngày 30 tháng 9, đoàn thanh niên công an tỉnh Hà Giang cùng câu lạc bộ thiện nguyện Phúc Tâm Hà Nội đã trao 150 ủng cao su, 150 áo mưa, 150 găng tay cao su cho lực lượng cứu hộ cứu nạn. Hội phụ nữ công an huyện cũng phối hợp với các tổ chức thiện nguyện nấu cơm và chia thành các suất ăn kịp thời đảm bảo công tác hậu cần cho các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.